Hi các bạn, chào các bạn. Với video này thì mình sẽ làm một video review cực kỳ ngắn đến với các bạn, cho những các bạn mà đang tìm kiếm những cái sản phẩm mà tiện ích cho tóc nhưng lại không biết là dùng loại chọn loại nào, chọn loại mặt hàng nào. Ví dụ như là nếu mà tóc các bạn đang bị bết nhưng mà các bạn không có thời gian để gội, và cái sản phẩm các bạn đang cần đấy là một loại dầu gội khô như thế này. Dầu gội khô thì có rất là nhiều loại trên thị trường hiện nay đúng không? Nhưng mà mình đã dùng loại này rồi và mình thấy khá là hợp lý và ok về chất lượng. Tóc mình cũng được hơn một ngày khi mà dùng dầu gội khô. Thực chất là không thể nào hơn được nữa đâu, thì là nhưng mình thấy là như thế là sau khi mình hoạt động thì nó lại tạo ra mồ hôi, và ra mồ hôi đầu mình lại cảm thấy bết thôi. Nên là nó sẽ chỉ được một ngày thôi. Những cái loại này thì mình ở Sinh và mình mua ở Watson hoặc là Garden, thì có giá là khoảng hơn 100.000 đến 200 hơn tùy size. Và cái này rất là đơn giản khi mà các bạn sẽ gỡ tung tóc lên. Khi mà tóc đang bết, ví dụ như là mình rất là hay có những thói quen là chơi một môn thể thao nào đấy, và hoặc là đang tập gym về, và sau đấy thì mình đã bắt đầu phải đi học luôn hoặc là đi làm luôn, thì mới tóc mình rất là bết và mình sẽ không có thời gian gội đầu, rồi mình sẽ dùng gội khô. Thì đây các bạn hãy cùng dùng lược cũng được, bằng tay cũng được, bằng tay như đây thì mình nhấc từng cái tóc đến chân tóc ra xịt. Thì các bạn không cần phải xịt nhiều lắm, chỉ cần đều thôi, từ trên xuống các bạn, trên xuống hoặc là từ dưới lên cũng được hết. Đấy. Nhưng mình thấy một lọ này dùng rất là lâu vì mình cũng ít dùng. Vì mọi người cũng sẽ gội đầu hàng ngày hoặc là gội đầu một tuần 2 đến 3 lần đúng không? Thì mình chỉ chữa cháy lúc kịp thời, lúc mà rất là gấp hoặc là lúc không có thời gian để gội đầu thôi. Đây là một hãng dầu gội khô của Colab. Và nó sản xuất ở Anh. Có rất là nhiều mùi cho các bạn lựa chọn. Và cái sản phẩm thứ hai, cái sản phẩm tiện ích cho tóc thứ hai mà mình sẽ giới thiệu đến với các bạn, đấy là những cái tóc cho các bạn tóc mỏng. Ví dụ như mình thì thường nó rất là nhìn thấy được cái chân tóc, nhìn thấy được da đầu. Vậy thì bởi vì mình cũng cảm thấy rất là tự ti và mình đã đi tìm kiếm rất là nhiều cái sản phẩm rồi để có thể che cái điểm cho tóc tạm thời. Vì như các bạn thấy, ví dụ như là mình ngồi video, mình ngồi quay như này, hoặc là mình gặp khách hàng, mình rất là ngại những cái chỗ mà có nhiều ánh sáng vì nó sẽ rất là dễ nhìn thấy phần da đầu. Và cuối cùng mình đã phải đi tìm nhiều loại để mình thử, nhưng mà cuối cùng thì mình đã chọn được loại của cái dạng bột này trên quan điểm của The Face Shop, và mình mua trên Tiki và mình đã mua hồi ở Việt Nam. Đây, nó có gương này. Đây này, nó có gương này, và đây là có một cái đầu bông để mình có thể chấm lên. Trong đây là một cái dạng bột, một cái hũ này rất là to, khoảng chừng 7g, nhưng mà nó dùng được rất là lâu, tiết kiệm. Giá của một em này là 250 phải, hồi đấy mình mua và được sale mình mua hơn một năm rồi. Mình chấm tạm một ít ở đây vậy. Thử cho các bạn xem cái phần này của mình nhé. Đấy, các bạn thấy nó chưa lốp chân tóc đúng không? Và mình sẽ chấm vào như thế này. Cái này lưu ý là khi mà da đầu các bạn khô thì các bạn sẽ chấm vào nó mới thấm được nhiều nhé. Đây là mình chấm một ít thôi nhá. Đây, cái bột này nó rất là đen như thế này thôi. Tùy các bạn chọn với cái màu tóc của bạn, nó sẽ như thế này trên da. Đó, nó sẽ hơi bẩn một chút nếu các bạn thò tay lên đầu với bạn gãi nha. Nó dùng như thế, nó sẽ che hoàn toàn những cái rãnh chân tóc của bạn. Đây là mình dùng một chút, và đây khi các bạn lấy nhiều nó ra này, nó có hàng bột ở đây, mình sẽ gạt nó bớt nó đi như thế này vì mình không muốn nó đen quá. Đây, nhưng mình sẽ thử cho các bạn thấy. Đấy, nó sẽ đen như thế này, các bạn ngồi ở ngoài sáng nó cũng sẽ không thấy cái rãnh da đầu nữa, và không thấy những chỗ mà mọc nữa, tóc mọc nữa. Nhưng đây chỉ là một phương pháp tạm thời thôi, nó không giúp cho tóc các bạn mọc lên, không giúp cho tóc các bạn dày thật sự nha, nó chỉ là che khuyết điểm thôi. Là che khuyết điểm tóc thì mình có cái dạng xịt này của L'Oreal, thì cái này tên là Magic Retouch. Đây,
đây là một dạng xịt và lọ này là 75ml, nhưng mình thấy nó khá là bé và rất là nhanh hết, nên là mình phải xịt, mỗi lần mình xịt mình sẽ xịt ít một, và mình dùng cái sản phẩm này nhiều hơn dầu gội khô. Dầu gội khô thì hộp rất là to nhưng hộp này nó chỉ được bé như thế này thôi. Mình sẽ lắc đều lên như thế này, và tất nhiên cũng sẽ có những cái màu cho các bạn chọn. Đây là màu dark brown giống như cái màu tóc của mình á, thì mình không muốn chọn màu đen, mình không muốn dùng màu đen vì nó quá đen ý. Và mình sẽ xịt lên như thế này, mình sẽ xịt cái vùng này nhá. Đấy, sau khi mình xịt lên thì các bạn có thể tìm mình xịt giống như xịt gôm vậy, mình sẽ lấy lược chảy đều nó ra. Hai cái sản phẩm thiếu nhưng nó tác dụng như nhau, nhưng cái dạng xịt này mình thấy nó sạch hơn, là cái dạng bột thì nó sẽ bẩn tay, nó sẽ có cái như thế này nhưng mà lại dùng được lâu hơn, tùy các bạn thích thôi. Còn mình thấy cái này nó tiện hơn một chút, là nó xịt và nó sạch tay hơn. Tiếp theo đấy là gôm xịt tóc, thì gôm xịt tóc cho nữ này không còn xa lạ gì đối với các bạn nữ nữa, và các bạn làm nghề make up hay là nói chung là các bạn quan tâm đến về phần tóc tai và make up thì các bạn sẽ biết cái sản phẩm này là cái sản phẩm gọi là rất lâu đời ở Việt Nam rồi, nhưng mình rất thích dùng cái này vì nó xịt tóc và nó giữ nếp khá là nhẹ nhàng. Cho những bạn nào có rất nhiều tóc con và tóc hay bị phồng xù cái phần này thì mình sẽ dùng tạm thời được cái này, và mình sẽ dùng với một lượng rất nhỏ thì mình sẽ có thể dùng được hàng ngày được. Nếu các bạn không muốn mua loại to này thì các bạn có thể chọn những loại bé hơn, nhỏ hơn, nhưng mình thấy loại này là làm mềm tóc và nó không ảnh hưởng nhiều rồi. Giá của em này thì khoảng 70k thôi ở Việt Nam nhé. Cái này của hàng của Việt Nam luôn. Thì tên của em ấy là Hair Spray, là keo xịt tóc, tức là giữ nếp luôn, nhưng mà giữ nếp mềm chứ không giữ nếp cứng. Đấy, thì mình có thể dùng, ví dụ khi mà gội đầu xong ấy, thì tóc mình cũng chẳng có nhiều sợi tóc con nó hay trồng ra, thì mình sẽ dùng với em này để mình sẽ cố định nó, thì mình cũng lắc đều lên và mình xịt thôi. Nhưng mình xịt với một lượng bé, một lượng ít không đáng kể để cho nó đỡ bị bết tóc nhé. Thì nó sẽ gọn ngay, nó sẽ đỡ bị sồng sồ bồng bồng ra. Trong những sản phẩm trên thì mình vẫn tâm đắc nhất là mấy em che khuyết điểm tóc, vì đấy là những cái thực sự mình cần và mình cần thiết cho mình hàng ngày. Còn ví dụ như là keo thì ít khi mình dùng lắm, vì khi mà thật sự có dịp đặc biệt ở đây thôi thì mình mới dùng. Còn dầu gội khô thì mình cũng ít dùng, vì mình gội đầu hàng ngày, vì là mình tập thể dục hàng thể thao hàng ngày nên là nó không thể tránh được, nó rất là bết luôn, nên là mình không khi dùng dầu gội khô vì mình cũng sợ ảnh hưởng, có thể mình sợ tức là dùng nhiều quá thì dùng rất nhiều các loại quá thì có thể nó sẽ bị rụng tóc, biết đâu đấy, vì tóc mình bị rụng rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này là một video rất là ngắn thôi. Còn những cái sản phẩm gì các bạn quan tâm hoặc là có đóng góp gì thêm, các bạn hãy comment bên dưới cho mình nhé. Bye bye.